Tôi 26 tuổi. Tôi 30 tuổi. Tôi 24 tuổi. Tôi 41 tuổi. Tôi 30 tuổi. Tôi 32 tuổi. Tôi 38 tuổi. Tôi 24 tuổi. Với tôi, phụ nữ đẹp là năng động. À, đối với tôi, không người khiến cho phụ nữ đẹp hơn là mình tự tin rằng mình đẹp. Đối với tôi, vẻ đẹp thì sẽ là cả từ tâm hồn lẫn về hình thức. Đối với tôi, vẻ đẹp là sự tự tin và tôi tự tin mang lại cái đẹp cho người khác. Tôi tin bạn đẹp khi bạn tự nhiên và yêu đời nhất. Đối với tôi, vẻ đẹp là nụ cười của người phụ nữ. Vẻ đẹp bền lâu là vẻ đẹp tâm hồn. Với tôi thì mỗi người phụ nữ đều sở hữu những vẻ đẹp khác nhau, nhưng vẻ đó phải toát lên sự tràn đầy nguồn hứng khởi và năng lượng. Đối với tôi, vẻ đẹp của phụ nữ là làn da khỏe mạnh. Với tôi, vẻ đẹp là tâm hồn tươi trẻ. Với tôi, mỗi tuổi đều có vẻ đẹp riêng. Phụ nữ càng nhiều trải nghiệm thì vẻ đẹp càng mặn mà theo năm tháng. Tôi yêu tuổi của tôi. Tôi yêu tuổi của mình. Tôi yêu tuổi của tôi. Tôi yêu tuổi của mình.